Trong cái lục đạo luân hồi này đâu phải là chết là hết đâu. Nhớ nè, chúng ta nói dễ hiểu nhất. Chúng ta đang đi học và muốn sau này mình thay đổi hoàn cảnh, thay đổi được căn nhà. Nếu như mình muốn thay đổi được căn nhà thì mình phải có vốn, có tiền, có điều kiện để xây lại một căn nhà tốt hơn. Và muốn đến một cái hoàn cảnh mà nơi đó toàn là trí thức, nơi đó toàn là dân sang trọng giàu sang ở không, vì thì mình đòi hỏi điều kiện của mình có đủ khả năng để đến nơi đó mua chung cư, mua nhà ở đó để ở hay không. Chúng ta bây giờ đang ở một nơi mà gọi là rất nhiều sự lộn xộn, lu bu. Mà mình muốn thay đổi hoàn cảnh mà đi đến một cái nơi mà sang trọng, mà có những nơi mà người ta xây cả một khu rất sang luôn, toàn là để cho người sang trọng ở không, thì mình hỏi mình có điều kiện để đi đến đó ở không. Thì Iran như bản thân bây giờ chúng ta được làm người này, và chúng ta khi chết đi chúng ta đổi cái thân khác, chúng ta hỏi mình là khi sống ở cuộc đời này mình đã tích lũy được cái phước để khi đổi cái thân thì cái thân khác nó tốt hơn hay không, hay là mình đổi cái thân sau nó lại là thân súc sanh, hay là thân địa ngục, hay là thân loài quỷ đạo. Thì do chính bản thân mình đã xài mà không tạo ra được phước thì nhất định cái thân đời sau của mình rất là khổ. Thì những điều những Đức nói đây rất dễ hiểu, rất là dễ hiểu luôn. Cũng như bản thân những Đức khi sanh ra đời là rất khổ luôn, rất nghèo, rất khổ, thiếu học. Bây giờ những Đức muốn thay đổi cuộc đời những Đức, mà những Đức chỉ cố gắng không à, chỉ cố gắng làm thôi chưa đủ. Vì trong mạng nó không có phước mà cố gắng làm sao có. Thì cuối cùng 11 năm cho thành phố, những Đức vẫn không thay đổi được cuộc đời. Khi những Đức gặp Phật Pháp thì những Đức mới biết ra rằng Phật Pháp chỉ mình tu phước tu duyên và thay đổi cuộc đời là từ cái hành động của mình thay đổi cuộc đời. Thì những Đức nghiêm túc 3 năm chờ gầy dựng luôn, thay đổi tâm tính lại hết luôn. Từ một con người ích kỷ nhỏ mọn, chỉ biết mình không biết ai, thay đổi là hết hoàn toàn. Niệm niệm nghĩ gì người, nghĩ gì người không. Thì thời gian những Đức trong vòng 3 năm tôi thay đổi liền. Có nghĩa là đi đến cái mức mạnh nhất luôn rồi đó. Có nghĩa là giống như lật bàn tay luôn. Giống như bây giờ bàn tay những Đức gì là ác đi, những Đức lật một phát trở lên thiện luôn. Nên trong vòng 3 năm chờ những Đức thay đổi cuộc đời luôn. Còn nếu như quý vị chậm thì chịu thời gian lâu, chậm thì thời gian lâu. Nhưng mà những Đức là do nó đã quá nản lòng rồi, nên nó quyết chí lật một phát luôn, lật luôn. Nên trong vòng 3 năm chờ thay đổi luôn. Từ một con người không có trình độ gì hết chứ, mà bây giờ hướng dẫn Phật Pháp bao nhiêu con người, những Đức nói thiệt chứ, quá đông, quá đông luôn, khắp nơi nơi luôn. Bao nhiêu người, người ta có bao nhiêu sự rắc rối khó khăn. Từ một con người mà chính bản thân mình rắc rối khó khăn không giải quyết được, như vậy mà giải quyết được cái rắc rối khó khăn của chính mình, vậy mà giải tỏa được rắc rối khó tâm cho người khác. Nên những Đức nói rằng quý vị nhớ, mình là người nghe đạo, muốn giải quyết cái sự rắc rối cho người khác thì mình phải giải quyết cho mình được thì mới giải quyết cho người khác được. Bây giờ mình muốn người thân mình vui hay không? Ngay điểm nào để muốn người thân mình vui? Mình vui. Ngay điểm là mình vui. Khi mình là người vui và an lạc tự tại thì ai gặp mình cũng vui và an lạc tự tại hết. Và rất nhiều người sẽ thích gặp mình. Còn mình là một con người nặng nề, buồn phiền, nói chuyện nói ra cái là thấy mệt mỏi còn hơn cái gì nữa. Nói chuyện ra nghe mắc mệt. Họ mà lời nói nghe cũng mắc chán. Dù có đẹp gì đẹp nhưng mà gặp một cái nói chuyện chào anh, cũng có những tiếng nói kỳ cục vậy đó. Có nghĩa là cái tiếng nói có những người nghe quý vị, nó phải hội tụ cái phước, cái tiếng nó mà có oai lực. Nếu nó không hội tụ cái phước nó nghe là cái tiếng nó kỳ cục lắm. Họ nói ra cái mình nghe mắc mệt vậy đó. À, có cái cô này những Đức quen, cô ở ngoài miền ngoài, cô vô đây nè, cô có tâm lớn lắm, tâm rất là lớn, nhưng mà cái tiếng nói của cô đúng là không hội tụ được cái tiếng nói. Khi mà cổ mà nói chuyện lên cái là những Đức nói thật lòng mà nói là không muốn nghe đó. Nhưng mà trong lòng mình nói thôi kệ, mình cũng cố gắng gieo nhân lại, chứ không thôi đời sau người ta không nghe mình sao. Mà nghe quý vị biết rằng là nghe nó rất là mệt. Mình chờ cơ hội để mình chặn ngang, để mình xuyên vào. Mình sợ người ta đang ngồi chung á, người ta bị nặng nề, người ta mệt. À, ngộ lắm. Nói ra nó không có dứt khoát câu nói, mà cái tiếng nói nó ngộ lắm kìa.
Thầy ơi, thầy, con khổ lắm thầy ơi, chồng của con như vậy, như vậy. Vì nghe vì chịu nổi không? Nghĩa là nghe một cái là nó mệt kinh khủng luôn đó. Đó, 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 thấy chưa? Đó. Nên á, mỗi con người chúng ta nghe, cái phước hội tụ cái tên, cái phước nó chuyển đổi được cái tâm tính, và cái phước nó chuyển được hoàn cảnh, và cái phước nó đi đến chỗ thành đạt. Mà cái phước lớn nhất đó là gì? Hiếu. Trong nhà Phật nói câu á, đạo Phật là đạo hiếu, tâm Phật là tâm hiếu. Một người con mà hiếu với cha mẹ 100%, người con này sẽ không bao giờ khổ. Chắc chắn quý vị luôn. Nếu như quý vị là làm ông chủ nghe, quý vị hãy đi chọn tất cả những người con nào hiếu với cha mẹ, dù là trình độ kém, quý vị hãy nhận họ hết đi, gom họ lại thành một chỗ, rồi quý vị sẽ thấy cái công ty xí nghiệp của quý vị nó thành đạt cỡ nào. Người con mà phụng dưỡng cha mẹ, người con mà gian lao đi nhiệt tình phụng dưỡng cha mẹ, thì quý vị hãy đem những người con này tập trung lại một chỗ, tạo công việc cho họ làm đi, rồi quý vị sẽ thành đạt cỡ nào, quý vị sẽ biết. Trong kinh Phật nói rằng là hiếu cảm đến chờ thì mưa hòa gió thuận. Vì coi bây giờ chờ đất không thuận hòa là gì? Bất hiếu nhiều quá. Hiếu cảm đến đất thì muôn vật sinh sôi. Quý vị coi bây giờ làm ăn trồng trọt không thuận mùa, tới lúc mà thu hoạch thì lại không được giá, vậy thì là không hiếu, nên nó không được thuận mùa, thuận giá. Nếu như mà con người mà hiếu với cha mẹ là tức khắc kiếp nạn nhân sinh sẽ quá giải liền. Kiếp nạn nhân sinh quá giải liền. Thở xưa kìa, có một cái câu chuyện. Trong gia đình này có một người con hiếu. Người xưa nói rằng là gia đình có một người con hiếu là thần hộ pháp, hộ trì gia đình đó. Nên cái gia đình này nguyên một dãy nhà nó cháy, cháy nhà lan từng nhà. Lạ thay, tới căn nhà người con có hiếu thì lửa nó quẹo qua căn nhà đó, cháy căn nhà kia, bỏ căn nhà này lại. Kinh khủng chưa? Lịch sử ghi lại luôn á. Người con có hiếu đặc biệt chưa? Bây giờ tất cả các bé gái bé trai ngồi đây nghe, các con muốn thành đạt trong cuộc đời, gầy dựng ngay chữ hiếu mà làm. Đi học về rảnh rỗi thời gian phụ mẹ lau nhà, phụ mẹ một chút, phụ mẹ dọn chén. Con gái mà chuyện này mà không làm nữa thì thôi á, kể như con gái này là hết xài. Đi học về cái để cái cặp qua một bên, cái thay đồ, cái đi vào trong phòng đóng cửa lại bấm điện thoại, có không? Đó. Rồi mẹ dọn cơm, nấu cơm dọn ra hết trơn, kêu mén ơi, gan cơm mén. Im gu không nói gì, vẫn đang bấm mà, đang ghiền bấm thêm chút nữa. Nói để bấm thêm vài phút nữa coi. Mén ơi, ra lẹ con, ba mẹ đang chờ này con. Im gu thêm tiếng nữa. Mén. Bước ra nói, kêu gì kêu hoài à. Quá bất hiếu luôn. Quá bất hiếu. Còn nhỏ thôi mà còn có hành động như vậy thì lớn lên cỡ nào quý vị? Lớn lên rồi mình ăn cơm của nó được không? Không được đâu. Bây giờ là mình đang cho cơm, họ ăn cho đồ, họ bạn cái gì cũng cho họ hết. Họ chưa có sự nghiệp gì hết. Mà bây giờ họ còn kênh với mình thì tương lai mình ăn cơm họ được không? Chúng ta làm cha làm mẹ nhìn đứa con là chúng ta biết tương lai mình sao? Nhìn đứa con là biết tương lai mình. Mình làm cha làm mẹ mà mình nhìn hai đứa con mình nó dành đồ ăn, nó dành một cái trái cây, nó không chia cho nhau. Chị muốn dành hết, em muốn dành hết, thì mình biết rằng là tương lai cuộc đời mình thê thảm rồi, quý vị ơi. Thê thảm rồi. Tại vì sao? Vì con mình cùng một mẹ cha sinh ra, mà con của mình nó còn giành giật như vậy thì nó đối với người ta sẽ như thế nào? Chúng ta thử hai đứa con mình sinh ra đi. Bữa nay chứ mẹ cha kẹt tiền quá, mua được con trái ổi hả con? Bây giờ cho chị hay cho em? Nhưng nhớ mua cái gì ngon ngon á, chứ chừng ổi nó nói cho chị đi, vì ổi dở lắm, con không thích. Quý vị mua cái gì mà đặc biệt ngon ngon chút, mà mua một món thôi. Vì hỏi là cho chị hay cho em? Nếu như mà hai đứa này nó nói rằng cho chị đi, hoặc là cho em đi, là quý vị biết con bị đặc biệt à. Thì trong hai đứa biết chuyện thì nói làm sao? Thôi hai chị em mình cho ai cũng thấy kỳ lắm.
thôi hai chị em mình cắt đôi, cùng chia đôi mà ăn đi. Đứa mà khôn nữa thì nói, gia đình mình tới 4 thành viên nữa mà, cha mẹ, rồi chị, rồi em hay anh, rồi em, thôi nhỏ nhưng cắt người miếng ra để mà cùng ăn, gia đình cùng ngồi bên nhau ăn, rất là vui vẻ. Thì quá khôn luôn, đạt tới trình độ khôn luôn, hiểu chưa? Giống như ngày xưa có một cái ông quan này, ông được triều đình rất là quý mến và thương yêu, và có một cái danh tiếng là một gia đình có giáo dục đặc biệt, và ông là một vị quan liêm khiết. Thì nhiều người đồn về cái gia đình này lắm. Thì nhà vua mới mời ông vào và tặng cho mấy trái lê. Mà gia đình thì ngày xưa, cái thời xưa Trung Hoa, là người ta, gia đình người ta có khi 500-700 người cùng một dòng tộc ở chung một xóm, là dòng tộc người ta là 500-600 người. Có gia đình là 1000 người, là một gia đình, đại gia đình. Bây giờ đại gia đình mà tặng có mấy trái lê và chia thì sao? Bắt đầu khi ông được nhận mấy trái lê là lộc của vua ban, thì bắt đầu về tới nhà, ông tập trung tất cả dòng tộc người lại, là nói đây là lộc của vua ban, chúng ta hướng về triều đình để đảnh lễ cảm ơn nhà vua đã ban lộc cho gia đình mình. Quý vị thấy không? Mà ông vua khi ông tặng xong, ông này xách về, thì ông vua ông cho một vị quan đi theo coi cái hành động ông này, ông về ông giải quyết như thế nào đối với mấy trái lê này, mà đối với gia đình của ông. Thì bây giờ làm sao chia đây? Khi ông đảnh lễ xong là ông quan kia thấy là khâm phục rồi. Ông này công nhận đặc biệt, thì không phải là kính trước mặt không, mà kính cả phía sau luôn. Quá đặc biệt. Trước nhất là như vậy. Thì ông về ông mới kêu là đem ra mấy thùng nước thiệt lớn đem ra. Ông mới dầm lê này đều như ra hết. Và ông chia ra thành 3 thùng. Ông bỏ 3 phần lê vào 3 thùng đó, quậy đều ra. Và múc ra cho người liên ly cùng uống, dù cho mấy trăm người uống cũng đủ. Cuối cùng bình đẳng mà uống. Khi một vị quan nhìn được cái tình cảnh đó, về báo cho nhà vua, nhà vua ban một sắc lệnh là cái dòng tộc này mỗi người, lần có một người nam lớn lên thì là cho người nam này sẽ được làm quan trong triều đình. Dòng tộc này sẽ được làm quan hoàn toàn. Vì sao? Vì sự dạy dỗ của người cha mẹ quá nghiêm túc, con cái gia đình rất đặc biệt, nên gia đạo này mỗi một người nam đều được làm quan trong triều đình và được trọng dụng rất là đặc biệt. Chị thấy không? Sự giáo dục người ta đặc biệt chưa? Đó mà gia đình đông đúc đó. Nên chúng ta bây giờ chỉ có 2 đứa con thôi, mà tại sao càng đi học thì càng hư? Nó kỳ cục như vậy. Bây giờ quý vị cứ bình tĩnh suy nghĩ đi. Nếu như bây giờ quý vị dạy người, mà quý vị dạy người ta gì? Con nhớ nghe, cái môn này học nè, cái môn học văn này học nè, là tương lai con sẽ viết văn giỏi, con sẽ kiếm tiền rất nhiều nè. Còn cái môn này là môn kiến trúc sư nè, con học đi, cái môn này con kiếm tiền rất nhiều nè. Còn cái môn này là môn hướng dẫn viên du lịch nè, nó rất là được đi nhiều chỗ chơi mà con kiếm tiền cũng rất nhiều, tiền bo cũng rất là đặc biệt nè. Rồi cái môn này là cái môn làm việc gì nè, chức phận nè, con sẽ kiếm tiền rất nhiều nè. Tất cả cái môn học quý vị đang dạy người ta là để kiếm tiền nhiều. Nên con người quý vị đang dạy người ta là dạy cái gì? Dạy cho một xã hội công lợi. Họ chỉ bỏ công mà hưởng lợi, không có tình cảm. Đã là không có tình cảm thì con người sao? Con người đến với nhau toàn là dụng ý không à? Toàn là dụng ý không à? Tôi đến với bạn, bạn đẹp, tôi dụng ý với bạn nè, tôi bỏ ra nè. Tôi tương lai tôi muốn chiếm hữu bạn nè. Còn anh có điều kiện nè, nên tôi vuốt ve, tôi thương anh nè. Chứ thật sự anh xấu lắm, tôi không có thương anh đâu. Nhưng mà tôi thương cái của cải, tôi thương tiền anh á. Toàn là họ đến với nhau, toàn là vì cái việc mà lợi ích. Trọng dụng nhau là lợi ích. Năng lực để dùng người này, chịu thiệt để dùng người này là vì lợi ích. Họ không có tình cảm nằm bên trong. Khi dùng được rồi mà không dùng nữa thì chúng ta sẽ phế người này qua một bên. Dùng được thì cần, không dùng được thì phế. Nên người đến với con người từ từ lâu ngày trở thành cái nếp dạy gì? Là con người không có tình cảm nữa. Những đức nó thật tình mà nói, càng tu học những đức mới thấy rằng vô cùng mừng cái chuyện con người sống vì tình cảm rất hay quý vị à. Nhưng mà đừng nên khổ vì tình cảm. Trong nhà Phật mới dùng cái câu từ bi và trí tuệ. Từ bi là tình cảm, trí tuệ là nhận thức được tình cảm. Hiểu chưa? Từ bi là tình cảm,
Trí tuệ là nhận thức được tình cảm. Chúng ta trong bất cứ một cương vị làm cha làm mẹ hay cương vị nào đều có tình cảm. Nhưng nhận thức được tình cảm để chúng ta có thể thoát ra được cái dòng lẳng quẩn của tình cảm thì nhất định cuộc đời quý vị cực kỳ an vui và hạnh phúc. Đặc biệt lắm. Bây giờ giữa vợ chồng đến với nhau là vợ là chồng, tôi thương anh thương tôi, rất nhiệt tình hết lòng. Nhưng tôi chưa bao giờ dám đặt cái câu hoàn toàn dành cho anh là tôi, nếu không có anh, đời em như không còn gì cả. Chị quý vị nghĩ sao? Nếu như một ngày nào không có anh thiệt rồi sao? Rồi em có phải sống không? Hay là em treo cổ tự tử? Cuộc đời tại sao chúng ta không có cái gì của mình hết trơn à? Không còn cái gì của mình để giữ lại hết quý vị. Nên mới nói là thương nhưng phải có trí tuệ. Trí tuệ là tình thương có thể là hội tụ duyên. Tình thương hội tụ duyên, trí tuệ để cho chúng ta biết hết duyên thì xa nhau. Nhưng cái sống của con người là cần phải sống. Niềm vui con người là cần phải vui. Thí dụ như mình bị bỏ rơi, mình bị người ta xem thường, mình bị người ta cười ngạo nghễ, nhưng chúng ta cũng phải sống với cương vị của mình thật là tốt. Chứ không phải vì như vậy mà chúng ta phải khổ tâm, nặng nề và đau lòng, chán nản. Không phải. Chúng ta càng bị người ta bỏ rơi, càng bị người ta xem thường chừng nào thì càng phải đứng lên để sống cho thật đặc biệt hơn nữa. Như vậy thì con người này đúng là một con người tuyệt vời. Thật sự một con người tuyệt vời. Nhớ. Nên quyển sách nào mà người ta ghi chép từ mở bài, người ta mở bài ra những sự việc của cuộc đời người ta đã từng vấp ngã, và thăng bài người ta đi vào tư tưởng để hướng lên, và kết luận là người ta có thể thành quả được, thì quyển sách đó quý vị nên đọc. Còn nếu như quyển sách nào quý vị vào một cái là quý vị thấy thành quả mà không có thăng bài mở bài thì quý vị phan ở đọc. Vì người này không chịu nói họ từng thất bại. Họ không nói họ từng thất bại mà chúng ta học toàn thành quả không? Nếu như chúng ta lỡ bị thất bại một phát là chúng ta sẽ cực kỳ khổ đau. Quý vị thấy Nhân Đức thường nhắc nhở những điều Nhân Đức đã từng sai, từng hư hỏng, từng nhậu nhẹt, từng bê tha, từng là một con người mà tệ, vô cùng tệ luôn. Rồi mới đi đến ngày hôm nay nên Nhân Đức mới đưa cái pháp của Phật ra để cho người ta thấy rằng cái thành quả đó là nhờ cái pháp của Phật. Mà nhờ pháp của Phật mà phải cần có người này chân thật phải làm thì cái pháp của Phật mới có giá trị để mà thành công. Cái này quan trọng lắm, thật sự mà nói. Những cái bài học tập này là bài học tập có giá trị lớn đó quý vị. Ảnh hưởng một đời của người ta đó. Dù là học thức không có cao đâu, những Đức nói cương vị quý vị sẽ không bị ai bỏ rơi hết. Chắc chắn luôn cương vị sẽ không bị ai bỏ rơi hết. Một con người mình dù nghèo nhưng gương mặt mình tươi là có cơ hội. À, gương mặt tươi là có cơ hội à. Những Đức nhớ, những Đức tuy là không có đẹp đẽ gì, hô xấu xí miệng rộng ha, tướng thì xấu, đi hai hàng, lỗ mũi châu, đầu dồ. Nhưng quý vị biết á, ngày xưa những Đức làm cái quán ăn á quý vị, là bà chủ sáng nào bà cũng bắt những Đức ăn á. Đồ ăn á, lên bàn ăn là bà cứ gấp chút, bà kêu những Đức ăn trước. Kỳ cục ghê. Là ngay chỗ nào là chắc là mình miệng rộng ăn để nó bỏ bán mau hết thì sao. Ngộ ghê, lúc nào cũng bắt mình ăn trước chứ. Thì sau này mình mới hiểu ra, thì ra là bà chủ bà thấy mình là con người rất là hoạt bát, rất là vui vẻ quý vị, rất là rộng rãi vui vẻ, tuy nghèo mà rộng rãi vui vẻ. Chứ nó không phải là cái chuyện mà cái gì cũng là mình cái gì mình cũng bo để mình giữ gìn, không phải. Tự nhiên bà thấy mình vậy là bà thích cho mình ăn trước, bà cứ kêu mình mở hàng không à. Lạ ghê không. Nên những Đức nói 100% nghèo thì nghèo, xấu thì xấu, dù cho bị xúc môi đi chăng nữa, nhưng mà thường vui vẻ là bảo đảm với quý vị luôn là quý vị có cơ hội chắc chắn 100%. Còn nếu như bây giờ cô gái này hay chàng trai này rất đẹp nghe, rất dễ thương nghe, mà đi đâu cũng cái mặt gì nè, không có cừ như mình đâu. Chào em, chào anh. Một lần chào hình như là mình không còn cảm giác lần thứ hai chào nữa, hiểu không? Tại vì sao con người này nó cảm thấy như là họ có một cái đỉnh cao gì quá, mình ta chào họ mà một cách niềm nở, mà họ làm sao á,
hiểu không? Thì quý vị mắc cơ hội nhiều lắm, mắc cơ hội nhiều lắm. Có những người thật sự ta muốn rủ quý vị làm ăn cái gì mà ta không chịu rủ, vì qua cái hành động quý vị mà không rủ quý vị thôi. Qua hành động. Nên nghèo nghèo xấu xấu như thế nào cũng được, miễn thường cười là có cơ hội. Là quý vị là vị trí mặt tiền không à? Vì thấy không, hoa đẹp thì thường để ở phía ngoài, hoa xấu thì thường để ở sau hè. À, quý vị thường thấy cái gì mà đẹp là ta đưa phía trước không, đúng không? Tươi là ta để phía trước, héo là để phía sau. Vì chọn đi, chọn muốn mặt tiền hay là muốn sau hè? Mặt tiền vẫn ngon chứ. Mặt tiền vẫn là ngon, hiểu không? Bây giờ tất cả các cháu nghe nè, mình là một người đã thiện rồi, mà nếu như mình có cương vị của xã hội nữa thì đúng là hổ mà mọc thêm cánh. Mình đã thiện rồi thì phải làm việc lớn nữa, thì cơ hội mình rất đặc biệt. Còn nếu như mình không có cơ hội thôi, chúng ta không có chi cầu. Nhưng mà có cơ hội thì đã thiện rồi thì phải làm cho tới luôn, phải làm việc lớn, phải hơn người khác. Vì thì cơ hội giúp người của mình rất dễ. Còn nếu như mình thiện mà mình dưới tay người ác, muốn làm được không? Không, nó cản đầu cản đuôi thì sao làm, không làm được. Nên như Đức dạy các cháu là mình đã thiện rồi con, học thì học cho tớ, làm cho tớ, phải làm cấp trên, làm ship để mình ban bố cái phước của mình cho người ta dễ hơn. Còn nếu như mà mình dưới tay cái người hẹp hòi ích kỷ thì chúng ta không ngóc đầu lên nổi đâu, ngóc đầu lên không nổi. Bây giờ các con thấy những Đức đi tu, bây giờ cơ hội những Đức làm việc thiện, việc tốt dễ không? Quá dễ. Tại vì Đức quyết định hết trơn, cái gì những Đức cũng quyết định, những Đức làm là những Đức làm. Từ nơi đó mà tiện bề và người dưới tay những Đức ai cũng được nhờ cùng làm chung. Những người gặp những Đức đều được nhờ hết. Vì sao? Vì những Đức có thể mở cái tâm ra vì họ và vì người nên cùng là nhau làm việc thiện, việc tốt. Còn nếu như bây giờ mình theo một người nó quá keo kiệt hẹp hòi, dù nó có giỏi cỡ nào chúng ta cũng không có cơ hội. Nên chúng ta đã thiện rồi, có duyên được làm việc lớn, việc tốt thì phải làm việc lớn, đừng làm việc nhỏ. Còn nếu như mình không có duyên đó thì thôi, không có duyên đó thì thôi, chúng ta không có chi cầu, cứ biết an phận là tốt. Đó. Nên Nhân Đức đang coi cái câu chuyện của Võ Tắc Thiên. Tại vì sao? Vì bà Võ Tắc Thiên này lịch sử Hòa Thượng Tịnh Không giảng nói rằng bà không phải người tầm thường. Bà tầm thường vì sao? Bà viết được bài kệ ở trong nhà Phật mà sau này không có người viết được bài kệ thứ hai. Không có người viết được bài kệ thứ hai. Ghê thiệt chứ. Một người bình thường, người phụ nữ bình thường mà viết một bài kệ khai kinh mà sau này không có người nào viết qua bài kệ đó hết, thì không phải người tầm thường. Thì những Đức nghe như vậy thì những Đức nói để coi lịch sử này coi làm sao. Thì những Đức coi trong lịch sử, những Đức nói đúng là nhìn lịch sử mà thấy nản lòng. Sự hơn thua và đấu đá ở trong hoàng cung, đúng là nơi phồn hoa đô thị, thì càng giết nhau, càng đè nhau, càng đạp nhau, mạnh hiếp yếu cực kỳ ghê gớm. Nhìn từ chỗ đó, tự nhiên mình là người tu mà có tâm giác ngộ, tự nhiên nhìn cái cũng giác ngộ về nhân sinh, giác ngộ về danh lợi nữa quý vị. Ô ghê quá. Càng có danh lợi nhiều thì càng khó có được bình yên và hạnh phúc. Thật sự mà nói, nếu như một con người có trí tuệ thật sự thì những ngày tháng đơn giản là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời chúng ta. Không cần phải giàu có quá, chỉ cần có những buổi cơm được ổn định và mỗi ngày chúng ta được tiếp nhận giáo dục, được nghe pháp, được niệm Phật, được tu, sống những ngày tháng rất đặc biệt. Đúng là cuộc sống người này là cuộc sống hiện tại là cuộc sống gì? Cuộc sống của Phật Bồ Tát. Cuộc sống của Phật Bồ Tát. Cái quan trọng không phải là nghĩ rằng chúng ta làm một sự nghiệp gì đó để lại cho con. Quý vị vô cùng khổ tâm khi nghĩ rằng con mình vô dụng, phải làm cái gì đó của cải để lại cho con, để sau này con đỡ khổ. Quý vị đã đẩy con quý vị vào cái chỗ vô dụng của cuộc đời. Chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta không thể nào sống hoài với con được. Rồi một ngày nào con của mình nó cũng phải áp dụng cuộc sống của nó với tất cả con người thôi. Tại sao bây giờ chúng ta còn sống, chúng ta không gầy dựng và dạy con mình để áp dụng cuộc sống với tất cả con người có đạo đức, để sau này một ngày nào đó mình không còn ở cái cuộc đời này nữa, con của mình hưởng được cái tài sản mà mình để lại cho con mình. Đó là một tài sản vô giá,
là gì? Là một nền giáo dục nhân sinh. Còn quý vị cho rằng đây là của cải ngân hàng, tiền bạc gửi nhà băng thiệt nhiều, chia cho con mỗi đứa căn nhà, thì nói tôi làm cha làm mẹ đã hết lòng rồi, của cải vật chất đều để lại cho con. Nhưng con quý vị lại không biết áp dụng cuộc sống nhân sinh, con quý vị không có đạo đức, thì quý vị coi cái của cải này để lại cho con quý vị vào vòng tay con quý vị trở thành mối họa về cuộc đời của con quý vị. Nó không có phát triển được mà trở thành mối họa. Nên người xưa người ta dùng cái gì để lại cho con một món tài sản lớn nhất, đó là nền giáo dục đạo đức nhân cách con người để lại cho con. Thời xưa có mười mấy ông quan cùng phò một ông vua để lập nên sự nghiệp dựng lên một đất nước. Khi đất nước dựng lên hoàn toàn hết thì nhà vua bắt đầu là cắt đất để phong hầu. Thì lúc đó mỗi vị quan đều là lựa những miếng đất nơi phồn hoa đô thị. Trong đó chỉ có đúng một ông, là ông lựa một miếng đất rất khô cằn sỏi đá ở vùng Quang Du. Thì ông vua này ông để ý, tại sao ông này lại lựa miếng đất này mà trong khi ông này quá thông minh, kỳ cục chứ vậy. Thì ông vua với mấy ông này là tuổi chạng tuổi với nhau thôi, thì ông vua nói để chờ xem vài chục năm sau thử coi người nào là người thành công. Thì vài chục năm sau thì ông vua nhìn thấy rõ ràng là tất cả những người mà lựa những cái miếng đất phồn hoa đô thị thì con cái họ đều hư, sự nghiệp đều tan tành, và con cái đi vào tù ngồi rất nhiều và sự nghiệp đều thất bại hết. Nhưng chỉ có đúng một cái ông mà ông lựa miếng đất khô cằn, ông dựng lên tư tưởng cho con ông là phải có làm mới có ăn, chịu cực chịu khổ và hiểu được cái giá trị của đồng tiền và nhân cách đạo đức. Như vậy mà mấy chục năm sau gia đạo của ông rất thịnh vượng và con cái của ông có nhân cách sống, hiểu biết được như thế nào là đạo đức. Nên gia đạo của ông thịnh vượng thời gian rất dài. Thấy không? Thí dụ như giờ quý vị có một công ty xí nghiệp rất là lớn, con quý vị đang đi du học ở nước ngoài về, nó toàn đi học không đúng không? Khi nó có bằng cấp và nó có thể ra trường và nó có thể đi làm được rồi, phan hãy cho đứa này đi làm, phan hãy cho nó vào công ty mình làm. Mà quý vị nên cho đứa con này thử nghề một năm chờ đi làm thuê cho người ta. Mày đem cái bằng cấp này nè, mày đi xin việc làm, tuyệt đối không cho nó làm cho công ty mình. Vì làm trong công ty mình nó là con của tổng giám đốc, vậy thì người ta sẽ nhân nhị với nó, không thẳng tay với nó đúng không? Và nói với tất cả người trong công ty là tuyệt đối không cho con tôi mượn tiền. Tiền của cha mẹ đã cho con học có được cái bằng cấp này đi du học nước ngoài, đi về lại Việt Nam, về lại đất nước mình. Mà con không lấy cái bằng cấp này để tự kiếm tiền và thuê nhà để kiếm cuộc sống thì con quá vô dụng rồi, con không có khả năng gì cầm được công ty này hết. Con hãy tự đi làm đi, con tự đi làm một năm chờ, tự đôi tay con đừng bao giờ xin cha mẹ một cắt tạc nào hết, làm đi. Bắt đầu nó đi làm, người ta tuy nó cầm của công ty, nó cầm một cái bằng cấp rất là đặc biệt, nhưng nó đi xin việc làm thì ban đầu mới vào thì phần nhiều đều lương mà thử tay nghề toàn là lương thấp. Hiểu chưa? Lương thấp để xem năng lực làm việc quý vị như thế nào. Nếu đứa này nó không kiên nhẫn thì nó đi kiếm việc làm mãi vì sao? Vì thời gian đi học của mình đã bỏ ra thời gian quá nhiều tiền, mà dưới cái đồng lương này mà làm mỗi tháng thì chúng ta cảm thấy là nó không phù hợp với cái công sức mình bỏ ra học để có bằng cấp này. Nên nó không kiên nhẫn, nó không chịu đi vào công việc để cho người ta nhìn nó có năng lực như thế nào, mà nó không chấp nhận đồng lương. Nó vì vật chất nó không chấp nhận đồng lương nên nó đi xin việc làm mãi. Trong vòng một tháng chờ, nó không có tiền để mà thuê nhà ở, không có tiền để mà ăn cơm. Thì quý vị biết đứa con này vô dụng rồi nè. Đứa con này là vô dụng rồi nè. Nếu như bây giờ nó giàu vô công việc nó làm, dù là lương thấp nhưng hãy làm đi. Trong vòng một tháng sau người ta nhìn mình đúng là người có năng lực, thì tức khắc người ta sẽ trọng dụng mình và người ta sẽ tăng lương cho mình. Và khi mình muốn nghỉ, người ta sẽ vô cùng tiếc nuối vì con người này đúng là có năng lực. Thì lúc đó tự người ta sẽ tăng lương. Trước nhất phải xem năng lực của mình rồi mới tính tới chuyện lương bổng. Nhưng mình thường là gì? Đòi hỏi lương bổng mà quên năng lực mình như thế nào mà đòi hỏi. Chỉ có cái bằng cấp chưa nói được gì, phải cần có đủ năng lực để phát triển cái bằng cấp này thì người ta mới tiếp nhận mình. Thấy không?
Rất là nhiều người bây giờ tuy là có bằng cấp khèn người khác, bằng cấp này, bằng cấp kia, bằng cấp nọ, nhưng mà về cái nhân sinh sống thì thấp quá. Bây giờ tuy là bằng cấp cao nhưng đi bán hủ tiếu gõ được không? À, cầm cái mâm đi bưng hủ tiếu gõ, đi là đầu đường này đầu đường kia, giao lại tới chỗ cho người ta, rồi lấy từng đồng tiền lẻ làm được không? Làm được cái này thì sau này mới làm giám đốc. Người mà làm được như vậy thì sau này kinh khủng lắm. Họ từ thấp họ còn biết không chỉ là cái cao, nên họ sẽ biết hết trơn. Từ nhân sinh thì sao sao họ biết hết. Nên từ nơi đó vị biết rằng tại sao có những con người bây giờ họ cục bộ. Tuy họ có cương vị, địa vị xã hội, nhưng vì sao họ cục bộ? Họ chỉ cần cục bộ ý nghĩ họ sai một phát thôi là hủy hoại cuộc đời họ luôn, hủy hoại luôn tư tưởng của họ luôn. Cho vị biết đó, chỉ cần họ nghĩ một cái điều sai lầm về vật chất thôi là họ hủy hoại cuộc đời họ và hủy hoại luôn gia đình của họ. Và có khi họ có thể mắc sạch của cải luôn, đi vào tù ngồi luôn. Đó là gì quý vị biết không? Vì một ý nghĩ sai lầm. Con người ta thường không có thì chi cầu có. Thí dụ như mình ngày xưa ở một căn nhà lá, nhà dột cột siêu, thì chúng ta ao ước là có một căn nhà cứng cát là được rồi. Nhưng khi được một căn nhà cứng cát thì chúng ta lại nhìn một căn nhà đúc kế bên, ao ước được có căn nhà đúc. Khi được căn nhà đúc thì chúng ta lại nhìn căn biệt thự kế bên. Căn biệt thự rồi chúng ta lại muốn thêm vài căn biệt thự ở Đà Lạt, lâu lâu đến đó để mà hứng gió Đà Lạt cho mát. Rồi được rồi chúng ta lại muốn một căn biệt thự ở gần bãi biển Vũng Tàu, để mỗi buổi sáng chúng ta ra tắm biển luôn rồi trở về, đúng là cuộc sống thần tiên, đúng không? Cái ý nghĩ của họ không biết đủ. Nên cuối cùng từ cái ý nghĩ này, những đức nói là tham, thâm, dũng liếng, thâm sạch luôn. Cả một con người vài chục năm đứng trong cương vị xã hội vẫn bị rớt vì đồng tiền. Chết chắc. Thật sự mà nói, chúng ta khi có tiền được rồi, chúng ta phải tạo ra một cái bề thế. Bề thế gì? Đó là đạo đức con người. Khi chúng ta qua thời chúng ta rồi, con mình được người ta trọng dụng vì ông này là người đặc biệt, nên con mình được người khác trọng dụng nữa. Đời mình xong nghĩ cho con mình. Nếu như quý vị dạy con mình như vậy thì quá tuyệt vời. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này nên nhận thức nghe quý vị. Đừng bao giờ xem thường người ta học lớp 3 nghe. À, nhớ đó. Có những tư tưởng của người học lớp 1 hay không học, quý vị cũng nên ngồi lắng nghe họ đi. Những đức đó đã từng nè, ngồi cùng với người chạy xích lô nè, ngồi cùng với người đi xin nè, ngồi cùng với người mù nè, ngồi cùng với người đi lượm rác nè. Mà những đức là người thích hỏi, tại vì những đức chưa hiểu sâu sắc gì cuộc đời của họ nên thích hỏi. Những đức đã từng ngồi với người mù, những đức hỏi họ: nếu tôi một ngày mù tôi sẽ rất khổ, như vậy thì động cơ nào mà anh có thể mù mà sống được đặc biệt như vậy? Thì người mù này nói rằng: quen thôi thầy, quen thôi. Ban đầu thì cũng té hoài, nhưng té giết rồi thành kinh nghiệm. Rồi giết rồi tự nhiên nó có một cái cảm giác là dò đường bằng tư tưởng luôn. Ghê chưa? Tại vì mù rồi phải phát huy năng lực. Trong lục căn mình có những cái chỗ phải phát triển ra. Thì tức khắc họ mù nhưng họ vẫn là đặc biệt lắm. Nấu ăn được, lặt rau được, rửa rau được, nấu cơm được, làm được nhiều việc lắm quý vị. Có những việc người mù làm mà quý vị sẽ không bao giờ làm được. Người mù mà đang nón nè, làm này làm kia đều làm được hết luôn. Người mù mà đọc chữ được luôn. Quý vị nhắm mắt quý vị đọc chữ được không? Không được bằng người ta mà. Vì sao không học người mù? Học một chút gì tư tưởng họ để hiểu được cái khổ của người mù đi. Rồi những đức đã từng ngồi chung với người đi lượm rác hoặc là đi lượm bọc, đi lượm củi để bán. Những đức hỏi họ một ngày kiếm được bao nhiêu tiền. Vì thì kiếm được đồng tiền này, khi xài đồng tiền này thấy như sao? Họ nói rằng thật sự không dám xài. Thật sự không dám xài. Thì những đức nói với họ muốn thay đổi cuộc đời không? Họ nói dạ muốn. Những đức nói rằng ngày xưa có một câu chuyện, một bà già rất nghèo khổ, mà cái kiếp trước của bà già này là một con trùng. Khi hòa thượng Chí Công là một bậc tu hành đắc đạo, nên ông nhìn được vợ của vua Lương Võ Đế. Khi vua Lương Võ Đế hỏi vợ của chậm những đời trước là người như thế nào, thì hòa thượng Chí Công ngài nói rằng là đời đầu tiên là
vợ của nhà vua là một con trùng nhúc nhích dưới đất. Khi hòa thượng Cao Phong trồng rau sắn trúng con trùng chết, thì hòa thượng Cao Phong niệm Phật cho con trùng để cầu siêu cho nó. Thì nhờ cái công đức niệm Phật đó mà con trùng này nó tái sinh là một con người mà nghèo khổ, cả đời nghèo khổ. Nhưng mà con người này rất là có tâm tích phước, ai ăn cái gì đổ tháo người này lụm lên ăn, ai bỏ bê cái gì người này ăn thế giùm, có cái tâm tích phước lại. Từ một người già mà tích phước đời thứ ba, thì bà là một người nữ sắc đẹp vô cùng. Bà được nhà vua là vua Lương Võ Đế cưới về làm vợ, và sau này bà trở thành hoàng hậu. Thấy không? Đổi thân phận đấy chưa? Đổi thân phận. Chúng ta đời này được làm một cô nương rất là xinh đẹp, nhưng đời sau của chúng ta coi chừng bị sức mồi. Đời sau chúng ta coi chừng đi làm rồi súc sanh thì thua, thất bại quá. Đời này được làm một cô gái tương đối đẹp, đời sau chúng ta bèo bèo gì cũng lên chờ làm tiên nữ, vẫn là tăng lên một bậc. Hiểu chưa? Nó vẫn là tăng lên mà. Đời thứ ba chúng ta tăng lên từng trời cao nữa thì còn có thể được. Nếu như mà từng đời đi xuống thì thua. Còn bây giờ chúng ta niệm Phật thì nhất định với việc cực lạc thôi. Chỗ này quá tuyệt vời. Đó, bây giờ thật sự mà nói thì cuộc đời như Đức bây giờ là cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Vì từ một con người hư hỏng mà bây giờ nuôi được cả ngàn người thì cảm thấy cũng là mãn nguyện của cuộc đời mình lắm rồi. Ngày xưa ngoài đời là những đứa người thường nghĩ ra là sau này những đứa cưới vợ và một đứa con, những đứa cũng lo không xong nữa, tệ đến mức kỳ cục lắm, tệ mà xạo. Không biết ai có cái bệnh như mình không, nghèo mà chảnh, xấu mà điệu, đúng là nó thê thảm. Nghèo mà xạo, xấu mà điệu, kinh khủng chưa. Bây giờ tu rồi mới hiểu ra đúng là sao mình vô duyên, đừng có nói nghèo nhưng mà xạo. Là mỗi lần tới Tết đi về quê là vừa đi về thì ra rẻ ông chủ, ba ngày sau thì là thằng làm công hiện hình liền, không nói gì chứ. Cái tiền đi về thì bắt đầu là gì? Nghèo, đâu có thể nào mà mua đồ xịn như người ta, nhưng mà phái đồ xịn của người ta. Nghèo, thấy người ta mang đôi giày xịn, đi ra chợ chờ mua một đôi giày nhái giống đôi giày xịn. Nhưng mà thỏa mãn đôi giày này có thể xài được một tuần, một tuần lễ là sức. Kinh khủng chưa quý vị? Đồ thấy người ta bằng đồ xịn thành phố cũng ham, đi ra ngoài chợ chờ ngoài, hoặc là đi ra chợ mà ở dưới cầu muối gì đó. Nó, có cái chợ mà nó bán đồ toàn là đồ xi mà đồ xịn xịn nhìn đặc biệt lắm. Đi ra ngoài đó mua đồ về bắt đầu là ủi đồ lại nghe, cái bặn giống như đồ xịn. Rồi bắt đầu là thấy người ta mang giày, có người đánh giày, thì bắt đầu là đi đâu cái cũng là kêu người ta lỡ đánh giày, nhưng mà kêu người ta đánh nhẹ nhẹ có chừng hư. Ghê chưa? Gọi là nghèo mà xạo. Khi có tiền rồi là mua cái gì ưa bò, à vậy đó. Nhưng mà khi hết tiền rồi cắt không cho anh. Rồi bắt đầu là về quê chỉ có 3-4 ngày là sạch sẽ không còn cắt. Bắt đầu là đi lên toàn đi bằng đêm, mà đi về là lúc nào cũng canh sáng là có mặt ở nhà. Đi về là canh sáng có mặt ở nhà, đi xạo lắm. Cầm cái giỏ đi kênh mang kiến đen giống mình mù. Nhưng mà khi đi lên thành phố lại là toàn bằng quần đùi hoặc là áo thun, rồi quải cái giỏ toàn đi bằng đêm. Đi lên là đi bằng đêm mà về là về bằng ngày. Nên nhiều người hỏi lúc nào cũng thấy Hiền nó về là sáng là gặp, nhưng mà đi lúc đi thì không biết là nó đi giờ nào. Kinh khủng không? Đó. Rồi đó, để vị biết rằng là thôi khỏi nói. Còn xấu, xấu mà lúc nào cũng làm như mình đẹp. Đúng không? Xấu, nghèo, thiếu học, nhưng mà cái mộng mơ thì cao lắm. Ao ước gì có được người vợ phải hộ khẩu thành phố. Thấy không? Có được, đẹp, dễ thương. Nên đúng là mơ mộng gọi là cốc mà muốn ăn thịt thiên nga. Thì thấy không? Nên rồi cuối cùng số phận không có được gì hết, đi tu luôn.
trong lòng nghĩ rằng đi tu là gọi là xấu số đó quý vị, hết thờ đi tu, nhưng mà không ngờ đi tu nó mới có thờ. Ai mà ngờ được việc này, thật sự những đứa con nghĩ ra chuyện này, nghĩ rằng đi tu là mình hết thờ rồi, gọi là bất đắc chí rồi, thôi không làm ăn thành đạt cái gì thôi đi tu phước cho rồi, hư hỏng quá đi tu phước cho rồi. Mà không ngờ đi tu lại đổi đời, chả là trời, đúng là sự việc của cuộc đời này cũng không ai ngờ được việc ngày mai, đúng không? Không ai nghĩ rằng có nhiều người anh em bạn bè nói ủa, lỡ gặp những đứa gờ lên chén hỏi ủa bạn hay người nào vậy, những đứa nói nó đó. Nó trời ơi, ngày xưa nhậu nhẹt hư hỏng mà giờ sao kỳ cục quá chở, thì ra là nhờ giáo dục gầy dựng lại, nó sửa đổi lại, bị điều chỉnh lại. Ví dụ như những cái gì nghiêng ngả nó chỉnh lại, những cái gì mà nó lạng quạng chỉnh lại, chỉnh giết vậy mà con người này tự nhiên phát triển luôn. Nên những đức nói rằng chỉ cần nghe giáo dục là có cơ hội. Vậy thì con người gom lại, con người sống trong cuộc đời này phải sống làm sao? Sống làm sao? Chúng ta nói sống phải giàu sang, phải có tiền nhiều, phải có chồng đẹp trai, phải có vợ đẹp, phải đi xe xịn. Lối sống này là tùy duyên vào phước báo đi. Vậy thì con người phải sống làm sao trong cuộc đời này? Sống vui chứ sống làm sao? Sống vui chứ sống làm sao? Bạn nói rằng bệnh đau nghèo khổ bị bỏ rơi vậy sao vui? Vậy thì bạn có sống nữa không? Sống thì sống thì phải vui. Bạn phải sống. Như vậy thì bạn vui, bạn mới có cơ hội. Thí dụ như bây giờ mình yêu người ta quá trời yêu luôn, ngay lễ tình nhân này mình nói rằng chắc chắn là nó sẽ chở mình đi chơi. Mình nói mình bảo đảm luôn, nó sẽ chở mình đi chơi, nó sẽ mua quà cho mình. Cái thằng bạn trai này sẽ mua quà cho mình để chắc chắn luôn. Nhưng mà ngay ngày lễ tình nhân nó lại chở con khác đi, nó không mua quà cho mình luôn. Mình lại thấy thằng bạn trai của mình nó chở một đứa bạn gái đi chơi, đi ngang mặt mình luôn. Mình buồn quá, mình ra cầu Sài Gòn. Mình đứng mình nhìn xuống cầu Sài Gòn, trong lòng thật sự muốn nhảy xuống, nhưng mà sợ độ cao. Đi xuống dưới cầu, định nhảy xuống thì sợ bùn dơ chân. Ghê không? Còn thấy xe muốn nhào vào thì sợ đụng xấu xí quá. Rất là nhiều cái lạ kỳ như vậy. Nếu như bây giờ mình gặp những trường hợp vậy thì sao? Cũng phải tiếp tục sống. Đã là tiếp tục sống thì phải nhận thức được chữ hiếu của cha mẹ ban bố cho mình. Bây giờ cái thằng bạn trai, đứa bạn gái này chỉ là bèo nước gặp nhau, vừa đến nhau tự nhiên tỏ tình và thương nhau liền. Vậy thì bây giờ nó bỏ mình rồi, còn cái chữ hiếu của cha mẹ gầy dựng cho mình từ khi đẻ ra mà nuôi mình tới bây giờ, mà mình vì một cái mối tình mà rơ rớt này mà tự nhiên mình quên đi cái công ơn của cha mẹ sinh thành, và chúng ta đi hủy hoại bản thân mình, đúng là tiêu cực không? Nên chúng ta dù bị cái gì trong cuộc đời này, nhưng chúng ta cũng phải sống. Mà đã là sống thì chúng ta phải vui để sống. Để vui để sống, đúng không? Nên có một cái cô có bị chồng bỏ, cô buồn, cô khóc, đừng có nói nữa. Mà những đức thì có cái chiêu gặp người khóc là không phải như người khác, mà là giống như thôi nín đi nghe, nín đi. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu mấy bà này lắm, hiểu mấy cô nữ này lắm. Họ mà khóc rồi càng kêu họ nín thì nó càng khóc, mà càng kêu nó nín thì nó càng la. Ví dụ như họ khóc ban đầu thì mình kêu nó nín đi nghe, thôi nín đi, cái gì đâu còn có đó, từ từ đi, nín đi. Vô duyên không? Càng kêu nín thì càng khóc. Cuối cùng sao? Đến mà gặp mà khóc là như đứa nói sao? Ừ khóc đi, khóc cho chết đi. Rồi khóc cho chết đi rồi nó quay về. Mà quay về thì cũng là thấy chết rồi, quay về làm gì? Vừa nói xong câu đó nín. Kỳ cục ghê thiệt chứ. Đọc chị đọc, nín liền. Nên đối với nữ khóc đừng có đi vuốt ve họ làm gì. Mình kêu khóc đi, em khóc chút đi, cái mặt em như con ma luôn, là nó nín liền. Nín liền vậy đó, khỏi cần nói dòng do. Rồi lúc nín rồi thì lúc đó mới nói chuyện được, hiểu không? Thì những đứa khuyên đồ này kia, những đứa nói bây giờ nó bỏ rồi, cô có khổ cỡ nào thì nó bỏ rồi,
mà nó đã bỏ cô đi kiếm người khác rồi. Bây giờ cô có khóc cỡ nào nó cũng bỏ cô, mà cô càng khóc thì cô càng xấu. Khi nó gặp lại cô thì nó thấy cô càng xấu thì nó càng ghét, nó càng nói rằng là nó bỏ cô là xứng đáng. Tại sao cô không sống cho đặc biệt, cô không sống cho tốt, cô không sống cho vui, để khi sau này chồng cô gặp lại cô thấy rằng trời ơi, con người này công nhận mạnh mẽ thiệt, mình bỏ nhưng mà bây giờ vẫn sống rất đặc biệt và càng tốt hơn, thì người ta càng nể phục cô tốt hơn. Là bây giờ cô khóc thì nó cũng không quay về. Khóc làm gì? Khóc không có giải quyết được vấn đề. Nhớ nghe, khóc không có giải quyết được vấn đề. Nếu khóc mà giải quyết được vấn đề thì khóc đi. Còn nếu khóc mà không giải quyết được vấn đề thì trong cuộc đời này đừng có khóc. Nhớ, đừng có khóc, cái giọt nước mắt mình giá trị lắm. Đừng có đụng đâu khóc đó. Hiểu chưa? Đó. Có một cái cô này, cô chơi với bạn. Bạn của cô á, nói chuyện thì hay làm sao đó không biết. Thì cô đưa một số tiền cho bạn của cô, nó làm ăn, tin tưởng bạn. Cuối cùng thì đưa cho nó xong, nó cúp cua chạy mất tiêu. Cô đến cô gặp như đứa, cô nói thầy ơi trời ơi, bạn bè mà nó chơi kỳ thì ghê, thầy mà nó đi chùa tu với con chung vậy luôn. Vì mà nở lòng nào nó mượn tiền con nó chốt mất tiêu. Bây giờ con về nhà thì chồng chửi chồng đánh, mà tiền bạc thì mất tiêu hết trơn rồi. Con không còn muốn sống nữa thầy ơi thầy. Những đứa nói cô cũng dở nữa. Đã học Phật rồi mà gặp trường hợp gì mà cô nói vậy là thua rồi. Hiểu không? Bây giờ cô đau cô khổ, nó đâu có đem tiền đưa cho cô đâu. Bây giờ mình còn mạng là mình còn cơ hội. Những đức đã giảng hoài cho cô nghe mà. Người ta lấy tiền mình là cũng là cái quả báo mình đã từng lấy tiền người ta. Tại sao cô không cố gắng sống cho thật là tốt lại đi? Có khi tiền này mất đi mà mai mốt cô kiếm tiền còn nhiều hơn thì sao? Cô đừng có nghĩ là 5-7 năm mới kiếm được số tiền này. Bây giờ mất hết trơn rồi suy nghĩ 5-7 năm sao mới kiếm được. Trời ơi sao ngán quá. Cô đừng có nghĩ như vậy. Cô đừng có nghĩ như vậy chứ cho nó xa vời quá. Bây giờ chúng ta chỉ cần còn sống là chúng ta còn cơ hội. Chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Nhưng mà cái cơ hội đến với chúng ta đặc biệt nhất là chúng ta mỗi ngày phải sống tốt, sống vui. Thì chúng ta sẽ có cơ hội có khi còn lớn hơn nữa quý vị. Nó, bây giờ mỗi một con người mà nghe gì chúng ta có một tư tưởng liền. Chúng ta có một tư tưởng liền. Tất cả những điều này toàn là ngay người con có hiếu không đó. Tư tưởng này là ngay người con có hiếu mà làm ra được điều đó không đó quý vị. Quý vị hãy đi xem tất cả người con có hiếu đi. Là con người đặc biệt dữ lắm. Con người tuyệt vời lắm. Con người ít bao giờ ai mà đánh gục ngã được họ lắm. Đánh đây là đánh nội tâm chứ không phải là đánh vô người họ nghe. Ít ai mà có thể đánh nội tâm vào họ mà gục ngã họ lắm. Tại vì cái tâm họ trụ vào chữ hiếu đối với cha mẹ lớn quá. Có một chú này bên Bảo Tháp. Chú nghe những đức giảng. Cha mẹ mất đi bổn phận làm con trong 49 ngày tu nhân tích đức hồi hướng cho cha mẹ. Thì dù 49 ngày xong có bị đuổi việc đi chăng nữa cũng vui lòng. Chú vừa nghe cái chú nói đúng là con nghe câu này con tâm đắc thiệt. Con hiểu rồi thầy. Thì mấy năm sau cha của chú trong chùa mất đi, mới mất đây nè. Chú xin vô ở 49 ngày tu hành để hồi hướng cho cha. Chú nói rằng con làm được cái điều dù 49 ngày sau con có bị đuổi việc làm con cũng vui nữa. Nếu như bị làm được điều này thì quá đặc biệt. Trời ơi, cha mẹ mình sinh mình nuôi mình khôn lớn. Cha mẹ mình vừa chết cái là bắt đầu là mình đi coi thầy. Coi thầy để coi sao là giờ nào là giờ tẳng liệm để tốt mình. Đúng là cái tâm chỉ biết mình không biết ai hết chứ. Tâm này là tâm đại bất hiếu. Cha mẹ vừa chết cái là đi coi ngày giờ là coi giờ nào tẳng liệm để tốt mình. Mình chưa bao giờ nghĩ cho cha mẹ mình chút nào hết chứ. Chưa bao giờ nghĩ cho cha mẹ mình mà nghĩ cho mình tiếp tục nữa. Đây gọi là ác tâm đó quý vị. Có nhiều người người ta không hiểu, người ta nghĩ rằng tôi sống tôi có gì đâu ác, làm ăn rồi sống thiện chứ có gì đâu ác. Nhưng người ta quên mất tiêu là nghĩ gì mình là ác tâm. Nghĩ gì mình là ác đó. Những điều mà hoàn toàn chỉ biết mình, biết nhà mình thôi là ác đó. Tại vì chúng ta không thể nào một mình mà sống trong cuộc đời này được. Nên nếu như mình chỉ biết mình không là ác đó. Nên đạo Phật mở rộng cái tâm mình ra, hiếu với cha mẹ mình và hiếu với cha mẹ người khác, hòa thuận với anh em mình, hòa thuận với anh em người khác. Thương vợ con mình, biết thương vợ con người khác. Thương chồng mình, biết thương chồng người khác. Thương chồng người khác bằng cách nào? Không lẽ yêu hả? Không phải. Thương vợ con người khác là vợ con của mình không muốn
chồng người ta xâm phạm thì mình đừng nên xâm phạm vợ con người khác. Thương chồng của mình cũng biết thương chồng người khác. Mình không muốn chồng mình đi có vợ bé, vợ này vợ kia, thì mình cũng đừng nên dụ dỗ chồng người ta. Có nghĩa là biết thương chồng người khác. Hành động của mình đó quý vị, hành động á, hiểu chưa? Rồi con cái của mình biết thương thì mình không nên hại con cái người khác. Mà mình biết thương con cái mình thì biết thương con cái người khác. Thì những cái hành động này của mình là mình không có tâm hại người. Mình đều có tâm giúp người, tuyệt đối không hại người. Vậy thì là đúng đó quý vị. Nên bài chia sẻ này chúng ta chia sẻ một tiếng đồng hồ ha. Quý vị thấy có rất nhiều câu mà chúng ta khi nghe về phải cần nghe lại. Nên chùa mình á, mỗi tuần thứ bảy cái lớp đạo làm con này quý vị nên đến học. Vì sao? Vì còn nhỏ, các cháu đã được quay phim nè, được kết duyên với mọi người nè. Cái bữa mà thứ bảy chúng ta học đó các con, để lên mạng người ta coi quá trời đông. Tính ra vừa để lên có một ngày, hai ngày gì đó, mà 7-8 ngàn người người ta coi đó các con. Các con đã kết duyên được 7-8 ngàn người người ta, rồi khắp nơi, rồi những cái trang khác người ta chia sẻ nữa, các con có duyên liền thấy chưa? Tự nhiên đi đến đây mỗi tuần thứ bảy mà tu phước tu duyên. Còn nhiều cô mà đi đến đây vì sao mà càng đến đây mà càng đẹp? Vì tuần nào cũng được quay phim. Tuần nào cũng được quay phim, cười mà ta cười theo. Mình cười người ta cười theo mình nên mình có duyên luôn vậy đó. Đó thấy không? Chứ mình ở nhà mà giỏi lắm mình lấy cái điện thoại mình quay, mình đọ bỏ lên cái trang mình thì một hai người coi gì đó. Còn ở đây mà ta quay cái nhiều người coi, hiểu không? Đó mà lúc mà giảng gì cũng trực tiếp mà nhiều người coi nữa nè. Nên bây giờ mấy ổng đang để cái máy trực tiếp của Nhân Đức ở đây. Còn cái máy nó gà quý vị đó là nó cũng trực tiếp cho người ta thấy quý vị, hiểu không? Nên từ nơi đó ở nhà mình cũng có thể coi thấy mình. Đó nên quý vị cười là tự nhiên thấy có duyên rồi đó. Còn cái kiểu mà ngồi mà nghe mà ngồi mà gì nè, ngồi thê thảm cái này là động duyên á, hiểu chưa? Còn hoặc mà ngồi mà màn gì nè. Nên mấy đứa nhỏ kìa các con ngồi cẩn thận, nó quay phim đó. Mình mà ngồi mà cái kiểu mà hoặc là mệt mỏi quá gãi đầu á, ý nói sao thầy nói chuyện hoài vô nghỉ đi, là nó quay lên là đoạn duyên á các con, hiểu chưa? Hoặc là ngồi mà một chút cái à, quay lên hết trơn. Nó, mấy máy quay nó quay quá trời, nó gà cái con kìa, gà mấy nhỏ gái nhỏ nhỏ nè, nó gà lên hết chứ, thấy không? Đó nên những điều như Đức chia sẻ vậy đó, mình đi đến đây thứ bảy nó ý nghĩa lắm. Ôi mà cái lớp học này nó đặc biệt, quý vị buổi chiều á đừng có ăn cơm ở nhà, đi ra đây ăn cơm. Trời ơi, ăn cơm trong chùa có phước, hiểu không? Hai vợ chồng mấy đứa con từng nào cũng đi đến đây, chiều đừng có ăn cơm, đỡ nấu cơm ở nhà. Thấy chưa? Đỡ nấu cơm ở nhà. Trời ơi, tính rồi phải tính trong cái cuộc đời được tính cho khéo. Người ta mời mà đâu phải là mình có ý gì đâu. Khỏi nấu cơm ở nhà, hai vợ chồng mấy đứa con đồ đi lại đây. Cái vợ chồng đồ ăn cơm ngồi chung với nhau. Trời ơi, mà ăn cơm trong chùa nó có phước dữ lắm. Ủa vợ đâu? Mà ăn cơm chay nó ngon gì đâu. Đó không? Đó. À, cứ vậy mà làm. Trời ơi, gần chùa đây gần phước đó nghe, gần có phước đó nghe, chứ không giỡn đâu. Vì nhớ là gần người thiện sẽ làm thiện, gần người ác sẽ làm ác. Hãy mỗi tuần thứ bảy đi đến đây để gần người thiện, để thiện. Rồi xong á đi ra ngoài kia chạy xe điện, leo xe điện chở mình đi chơi vòng vòng. Còn nếu mình không ngồi xe điện, mình đi vòng vòng vườn hoa rồi mình thả hồn theo hoa, trời ơi nó vui vẻ gì đâu, hiểu không? Ồ nó an lạc gì đâu sớm đến. Nó rồi thứ ba này nè, những đứa đổ bánh xèo đến đây. Nhân Đức bữa thứ ba tổ chức lễ tình nhân cho mấy bà già. Thấy chưa? Nó Nhân Đức bắt cặp mấy ông già bà già ngồi chung nhau, Nhân Đức làm lễ tình nhân cho mấy ông bà. Là ở đây ăn bánh xèo, dẫn hai vợ chồng đồ con lại đây để dự lễ tình nhân ở chùa Hộ Pháp. Nói vậy thôi chứ đó là ngày lễ yêu thương, hiểu không quý vị? Đó, ngày lễ tôn trọng về yêu thương tình người. Nên từ nơi đó mà mình nuôi các cụ già thì mình phải thương các cụ, mình lo cho các cụ thì mình phải có những cái gì làm cho các cụ sống động lên, chứ đừng có bị khô cứng nghe chưa.
Nên những đức là ai sống với những đức là sống động chứ không có chịu khô cứng. Đó. Nên thứ ba là ở đây ăn bánh xèo. Nó đoàn cô Chuyển, cô Mai rồi đó, điện thoại báo bao nhiêu người. Ở đây người ta chiên cho. Hoặc là đi đến sớm được thì cùng chiên bánh xèo vui lắm. Hiểu chưa? À, mấy đứa nhỏ nhỏ rồi này con lại đem bánh xèo con. Ở bên Đại Tùng Lâm thì bánh hỏi. Bên chùa mới bánh hỏi. Hộ Pháp bánh xèo. Bánh xèo và cùng mua bánh kem nữa nghe. Có bánh kem luôn. Ừ. Đó. Nên mời quý vị đi đến đây. Sớm làng đến đây. Mà sớm làng phải báo nha. Chứ đến Bất Tử mà đông quá có chừng ăn cái dĩa bánh xèo không. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó phải đi đến rồi báo dùm điện thoại cái đoàn đến 20 người, đoàn đến 10 người, đoàn đến 30 người điện báo dùm. Nó suy nghĩ cho kỹ rồi báo dùm để người ta chuẩn bị bột đồ người ta chiên. Bao nhiêu cũng được, báo dùm đi. Còn không báo tôi đưa qua bên kia ăn bánh hỏi. À, mỗi một cháu nhỏ nào từ khi còn nhỏ mà mình được nghe về chữ hiếu thì cái tương lai cuộc đời của người đó họ rất là thành đạt. À, những đức coi lịch sử ngày xưa, người con nào mà hiếu thì làm quan cũng là quan tốt, cương vị nào cũng tốt hết. Mà người con mà bất hiếu thì cương vị nào cũng xấu hết. À, giống như một cái cây mà cái gốc nó chết rồi thì cành lá hoa quả thì sao tươi tốt được, gốc chết rồi. Thì cái chữ hiếu giống như là cái gốc cây vậy đó. Muốn cho cành lá hoa quả xum xê, cành lá hoa quả là sự nghiệp trong cuộc đời. Vậy nếu như không bồi cái gốc của chữ hiếu, vậy sao sự nghiệp trong cuộc đời được thành công? Không có đâu. Bất cứ người nam, người nữ hay cương vị nào mà đã là con bất hiếu thì không có đáng tin được. Tại vì cha mẹ mình sinh mình nuôi mình khôn lớn. Có những người cha mẹ cũng không có nuôi con, sinh ra mà không nuôi. Nhưng chúng ta cũng mang cái ơn là mẹ mang mình 9 tháng 10 ngày. Thì từ nơi đó mà dù cha mẹ có lỗi lầm gì đi chăng nữa, bổn phận làm con là không có được trách cha mẹ. Mình chỉ biết cảm ơn và khuyên thôi. Người xưa nói rằng là mình chỉ có cảm ơn và khuyên thôi. Còn ngoài ra mình không có trách hờn cha mẹ. Tại vì đi ngược lại vấn đề trách hờn cha mẹ là lỗi đạo làm con. Lỗi đạo làm con. Nên trong kinh Du Lan Phật nói rằng người làm con dù có cổng cha cổng mẹ đi giáp hồ núi Tu Di bây giờ cũng không có trả được công ơn nữa. Nên mỗi năm mà tháng 7 mà chúng ta tổ chức Du Lan á, mình tụng kinh Du Lan cái tự nhiên mình thấy xúc động. Tại vì cái sự lý giải của Đức Phật rõ ràng, xác thực và cái công ơn của cha mẹ quá lớn đối với chúng ta. Nên con người sống trong cuộc đời này mà quên ơn bội nghĩa đối với cha mẹ thì thua. Rất là nhiều con người bây giờ chúng ta về cái việc làm ăn bận bịu, mà có khi đi thăm cha thăm mẹ mà chúng ta nói không rảnh. Không rảnh. Có nhiều đứa con bây giờ đối với cha mẹ không phụ việc, không biết thương đâu. Nhưng mà thương chiếc điện thoại nhiều hơn thương cha mẹ. Nhiều lắm. Thương chiếc điện thoại nhiều hơn cha mẹ. Có khi nuôi khôn lớn vậy đó mà có chút đỉnh tiền để dành sinh nhật hay là sắp sửa tới lễ tình nhân đồ này kia, đặng mua quà cho bạn gái hoặc đi chơi với bạn trai. Nhưng mà quên mất tiêu rằng là mình có được như ngày hôm nay, có cái thân này để đi chơi này là cái nguồn gốc từ đâu ra. Quên mất tiêu, không suy nghĩ tới. Có nghĩa là muốn mua một món quà gì, suy nghĩ món quà gì cho đẹp để tặng cho bạn. Nhưng mà chưa bao giờ nghĩ rằng mua món quà gì đặc biệt nhất để tặng cho cha mẹ của mình. Hình như là cái tình cảm của cha mẹ dành cho con thì không có suy nghĩ đến điều đó. Chắc là nghĩ rằng là không suy nghĩ thì con cũng không cần suy nghĩ. Nên nó lỗi đạo làm con đó quý vị. Lỗi đạo làm con.
Rất là nhiều người chúng ta tới ngày sinh nhật thì chúng ta đều là đi tiếp bạn, đi đãi bạn, hoặc là rủ bạn bè đi ăn uống. Nhưng mà quên mất tiêu là ngày sinh nhật của mình là ngày mẹ mình sinh mình rất khó, mà như sắp chết thì mới sinh được mình, mà cha thì lo vô cùng. Vậy mà mình lấy cái ngày mà mẹ mình rất cực khổ đó để mình vui cười cùng ly cùng với nhóm bạn bè này kia. Mà đa phần bây giờ là người lớn cũng vậy thôi, đều là làm theo trào lưu này hết, quên mất tiêu. Mà quý vị khi nghe những Đức nói công đoạn này, nếu chúng ta vô tình nghe được, quý vị hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại, phải mình bỏ gốc không? Mình bỏ cái gốc mất tiêu rồi còn gì nữa. Thì cái hành động mình như vậy thì con mình đối xử với mình đi rang vậy thôi. Nên giọt nước trước nhiễu sao, giọt nước sau nhiễu như vậy, nó cứ từng đợt tiếp nối. Nên chỗ mà dạy con là chỗ gì? Là chỗ mình làm với cha mẹ mình. Hành động của mình làm với cha mẹ mình là đang dạy con đó. Dù quý vị có dạy bao nhiêu phương pháp đi chăng nữa cũng không bằng cái hành động của mình làm cho cha mẹ mình. Cái nhân cái quả nó rõ ràng dữ lắm, thấy không? Ví dụ như mấy đứa nhỏ đây, nó ngồi nó nghe gì đi, bình tĩnh suy nghĩ lại, phải thương cha mẹ ít hơn thương điện thoại không? Đa phần luôn. Có khi nó quên mất tiêu luôn. Mà khi cha mẹ mà chết đó quý vị, khi mà cha mẹ chết á, thì lúc đó trong lòng mình rất là hối tiếc. Ước gì nếu bây giờ cha mẹ còn sống đi, rồi con sẽ thương cha mẹ nhiều hơn điện thoại. Nhưng mà lúc mà cha mẹ mà còn sống thì thương điện thoại nhiều hơn cha mẹ, là gần điện thoại rất nhiều, thời gian gần điện thoại rất là nhiều. Có nghĩa là lúc nào cũng cầm và bấm, ở đâu cũng là chiếc thoại là bạn của mình, nhưng mà ít bao giờ đến gần cha mẹ để là bạn của mình gần gũi, thương yêu như chiếc điện thoại. Ngộ ghê. Ngồi đâu cũng chơi điện thoại chứ, nhưng mà có bao giờ được cái thời gian bao nhiêu đến vuốt mẹ vuốt cha không? Mà khi cha mẹ làm mệt về mà tự nhiên mình lỡ mẹ mệt không mẹ, ba mệt không ba, gót cho ba ly nước nè, nhiều thôi đó vậy mà cha mẹ đã hết mệt. Nhưng mà một cái hành động vậy thôi mà tự nhiên mình thấy mắc cỡ quá, làm sao thấy mắc cỡ quá. Tự nhiên mình hồi xưa giờ vậy mà bây giờ làm gì sao thấy nó kỳ quá. Nhưng mà đối với điện thoại thì vuốt tối ngày mà không thấy kỳ cục gì chứ. Nên hành động của con người đúng là phải cần khai sáng tâm trí của người chúng ta lại hết ta. Phải cần nhắc lại để xem lại mình. Có những hành động đó mà để một ngày nào con của mình nó đối xử với mình thì mình chỉ biết trách con à. Mà chúng ta quên mất tiêu là thở nào chúng ta cũng đã từng đối xử với cha mẹ mình cũng như bây giờ con mình nó đối xử với mình. Cái nhân cái quả nó không có chạy đâu đâu nghe quý vị. Nó nên trong cái cõi lục đạo này nhân quả nó ghê lắm. Mình mà gieo nhân gì là gặt cái quả báo nấy à. Bây giờ đời này mình đang bị ăn trộm thì người ta đó, mình đã từng ăn trộm của người ta rồi. Thí dụ như mình ở nhà bị ăn trộm thì mình đã ăn trộm nhà cửa của người ta trong đời kiếp nào. Trong chùa bị ăn trộm thì thầy chùa cũng đã từng ăn trộm chùa của người ta. Nên bây giờ làm thầy chùa bị người ta ăn trộm lại, cái nhân cái quả nó không chạy một chút xíu nào chứ. Nên Phật có nói rằng muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này. Có nghĩa là mình coi quả báo đời này sao là mình đang biết cái nhân đời trước mình tạo gì đó. Đời này mà con mình ngỗ nghịch bất hiếu với mình là mình biết mình đã từng ngỗ nghịch bất hiếu với cha mẹ mình. Mà cha mẹ mình có chừng là con của mình đó. Nó lộn tới lộn lui vậy đó. Trong cái lục đạo luân hồi này là bây giờ là cha mẹ, có khi đời sau là vợ chồng, anh em, bạn bè. Nó lộn tới lộn lui, lộn xuôi, lộn ngược. Nên mình bây giờ mà con mình bất hiếu với mình, coi chừng mình đã từng bất hiếu với cha mẹ mình. Mà cha mẹ mình coi chừng là con của mình đời này đó. Nó đòi lại đó quý vị. Nên Phật nói là muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, thấy chưa? Còn muốn biết quả báo đời sau thì xem nhân đời này. Có ba người này ngày sinh nhật hôm nay hả? Nhà Đức đọc tên nghe. Phạm Nguyễn Yến Vi 11 tuổi, Võ Thị Tùng 43 tuổi, Thăng Nhật Quy 6 tuổi. Ba người. Chúng ta nghe sinh nhật, chúng ta hiểu đó nghe. Sinh nhật không phải để đòi quà cáp của cha mẹ đâu, mà là sinh nhật để tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ là đúng. Nhớ nè, sinh nhật không phải là đi rủ bạn bè, đi nhậu, đi ca tăng này tăng kia đâu, mà là sinh nhật là để nhớ ơn cha mẹ, và để làm cái phước báo gì ngày đó là mình sinh ra đời.
Đó mới là đúng của một người làm con, nghĩ đến ngày sinh nhật đối với cha mẹ. Nhớ câu này những đứa có nói hoài đó. Nếu mà ngày sinh nhật mà bây giờ đòi đi đãi cái này đãi cái kia nghe, đòi quà này quà nọ là không đúng một người con hiếu thảo đến với cha mẹ đâu. Nhớ đó. À có gì không con? Cái này là con gì ạ? À? À con gì ngộ con chuột hả? À? Con thỏ. Con thỏ hả con? À mai mốt đó nghe, những đứa thấy ở ngoài đường đó con, nó bán heo á con, heo con á, những đứa mua cho mỗi đứa một con về nuôi. Mà công nhận mấy heo con dễ thương, tập cho mấy đứa nhỏ này tu phước tu duyên. Nít này nè, mỗi lần cha mẹ cho được 10.000 đi học, bỏ vào đó 1.000 hay là 500 đồng hay 200 đồng cũng được, 200 cũng được, có 200 không? Giờ còn xài với 200 không ta? À, ngàn phải không? 1.000 đúng rồi. 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày bỏ 1.000 cũng được. Không phải vì số tiền đó mà muốn cho các con tích phước. Mỗi năm tới ngày sinh nhật thì đem con heo đó lại cúng dường. Con nguyện cúng dường Tam Bảo cho thầy nuôi các cụ già. Con nguyện đem công đức phước duyên này hồi hướng cầu an cho cha mẹ con. Hoặc là nếu cha mẹ mất rồi thì cầu siêu cho cha mẹ con. Trời ơi, một cái hành động này nó quá đặc biệt quý vị. Tuy là việc làm nhỏ nhưng hành động rất là lớn. Hiểu chưa quý vị? Từ nơi đó đặc biệt lắm. Nên để mai mốt những đứa ra mà kia những đứa lựa mấy con heo dễ thương. Mấy đứa lớn lớn thì những đứa cho heo bự. Nhỏ thì là heo con. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà thấy hay vì cách này hay để dạy các cháu. Bây giờ người ta lên đây bắt đầu người ta có con này con thỏ, thấy không? Bỏ ống con thỏ dễ thương quá. Bây giờ mình tu rồi con thỏ mình có không nỡ đập nghe. Con heo mấy đứa nó bỏ ống xong nó đem lại đưa những đức. Xong những đức nói heo heo, giờ đập mày tội nghiệp mày quá heo ơi. Không nỡ đập chút nào mà không đập mày không lấy tiền được. Bây giờ phải làm sao? Thôi mày hy sinh ngay cái bụng lỗ đi. Khoét lỗ nhỏ xong ấy tiền ra xong đắp cái lỗ lại. Nó mấy con heo để kia kìa, nó vài con heo đó, nó là lủng cái bụng thôi à, rồi đắp lại rồi để đó lại, tội nghiệp nó quá không nỡ đập. Nó nên mong là các cháu nhỏ nghe đi đến chùa sau này có con nghe đạo rồi, một con ruồi con mũi con kiến các con cũng không nỡ giết nghe không, vậy thì các con có phước lớn dữ lắm. Thì hôm nay ngày sinh nhật các bé này nghe, tặng các con món quà đây. Nó bây giờ xong mình niệm Phật 10 câu đàng hoàng, mình hồi hướng cho cha mẹ mình, cầu an cho cha mẹ mình nghe. Đó, mình sống sau này sống có ý nghĩa, sống tốt đẹp. Đó là cái tâm báo hiếu cha mẹ của mình đó. Bây giờ chúng ta chắp tay niệm Phật 10 câu nè. A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.